Ok, hello hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của H Game 2020 nha anh em. Thì trở lại với video ngày hôm nay thì tiếp tục với cái tựa game Yalo WiiWii này nha anh em. Thì con game bài này giao diện giống con eWin 100% luôn anh em. Nó không khác gì con eWin hết anh em. Nó ok thì con này nạp rút rất là uy tín rồi anh em ơi, nạp rút. Nạp nè, hoặc rút nè, chỉ từ 1 cho tới 5 phút. Ok chưa anh em? Nó chỉ từ 1 cho tới 5 phút là tiền nó sẽ duyệt cho anh em. Ok anh em ha. Thì hôm nay với số vốn 10 triệu ngày hôm nay sẽ vào chơi quay thú cái trò Yalo WiiWii này nha anh em. Để xem quay thú này nó có áp dụng cái công thức bên cái dòng win kia ok không anh em, eWin rồi đó anh em. Cái dòng mà mình đánh A win rồi K win rồi đó anh em. Đó. Cái thủ thuật để mình xem đánh có được không anh em. Đó, mình thấy thì thuật toán nó cũng giống nhau, nó không khác nhau là mấy. Cho nên mình thử áp dụng xem sao anh em. Mình đánh bên này 4 triệu, mình đánh bên này 3 triệu rưỡi. Ok anh em. Đó. Anh em đánh như này giúp mình. Ok. Rồi quay mạnh này về chim thôi. Chim trắng, ok, chim trắng bài nha. Đó. Để xem một ván mình lãi được bao nhiêu nè. Ok, lãi được 380k anh em. Một ván lãi 380k. Một ngày đánh tầm 3 ván thì là lãi được một củ rồi đó anh em. Đó, 1.240k anh em. 3 ván thôi, chỉ cần 3 ván thôi, rất là nhanh chóng. Đó. Còn anh em nào muốn ăn thêm nữa thì anh em xem hết clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Ok. Quay mảnh này chỉ có về khỉ hoặc là con thỏ thôi. Đó, về khỉ tiếp tục hấp. Ok, hấp được 290k anh em ơi. Cược tiếp một ván nữa anh em. Ok anh em. Xoáy này thì chỉ có về chim thôi. Tiếp tục con chim trắng. Nó cho hồi ơi. 3 ván lãi được củ mấy anh em ơi. Đó. Chỉ 4 vạn 3 ván lãi được 1.050k anh em. Nó anh em bỏ 3 ván giúp mình ha. Áp dụng theo phương công thức cũ anh em. Anh em bỏ 3 ván giúp mình xem có ok không nha. Chứ mình thấy mình đánh 3 ván, mình ăn 3 ván mình thấy khá là ok đó. Rồi, ok. Tiếp tục én anh em ơi. Rồi anh em tiếp tục bỏ 2 ván nó giúp mình ha anh em. Anh em bỏ là anh em không đánh luôn nha anh em. Không đánh trong vòng 2 ván này luôn, 3 ván nó luôn nha. Không làm gì hết, chỉ ngồi xem cho nó quay thôi anh em ơi. Chỉ ngồi xem thôi là được. Ok, bỏ tiếp ván nữa nha anh em. Ok anh em, đợi mình chút xíu nha anh em. Rồi ok, tiếp tục với video nha anh em. Má nè. Má tự nhiên đang ngồi thấy con rắn anh em. Nó đang ngồi có con rắn nó đi vô nhà anh em ơi. Mẹ mình ra nãy mình giờ mình rượt nó, mình đánh, mình đập nó mà đuổi nó đi mà. Bây giờ nó đi rồi. Trả lời với video thôi anh em ơi. À, tự nhiên đang ngồi thấy cái gì đâu nhìn ra thấy gắn anh em. Ok. Ok, thỏ nha hấp. Thỏ này hấp nha anh em. Đó.
Hút được 510k anh em ơi. Ok, tiếp tục. Địt con mẹ à mày, xoay mạnh thế. Xoay mạnh như thế sao ăn được. Ok, mỗi con thêm cho 5 xí này. Ok anh em ơi. Ok thỏ này. Nè số con thỏ mình đã có chiêu 3 vậy nên đặt chiêu 4 mới đúng cho anh em. Phải cái chưởng địa chứ. Rồi ok anh em. Na 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 na. Rồi, công anh em ơi. Công. Ok. Thì nốt tay cuối nha anh em, tay cuối. Rồi, tay này là thắng là chốt lãi luôn nha anh em. Thua thì đi luôn. Trời má nó xe nhẹ tưởng nổi dậy cái mặt vàng luôn em. Ok. Đó thì lãi được một triệu mấy nè anh em ơi. Đó ok chưa. Thì chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi anh em. Rồi ok anh em xem video tới hàng nhớ cho mình xin một like, một share và một subscribe kênh để ủng hộ mình nha anh em. Ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em mình những video lần sau nhé. Bye bye.